Chính phủ Niger và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng viêm mảng não, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người kể từ đầu năm đến nay, đặc biệt là ở vùng Zinder miền nam nước này. Bộ Y tế Niger cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, bệnh viêm màng não đã giết chết 102 người, chủ yếu là trẻ em, trong số hơn 1.810 trường hợp được ghi nhận khu vực Jinder giáp với Nigeria bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1.470 ca nhiễm và 84 ca tử vong. Theo truyền hình địa phương, Niger và WHO đã phát động chiến dịch tiêm chủng cho khoảng 380.000 người từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 tại thành phố Jinder. Trước đó, đầu tháng 2, WHO đã cảnh báo nguy cơ dịch xuyên quốc gia do Jinder giáp với bang Jigawa của Nigeria, nơi dịch bệnh đang bùng phát. Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft cho biết, người chiến thắng trong cuộc đua công nghệ sẽ là một trợ lý máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tốt nhất, có khả năng đánh bại các nền tảng mua sắm và công cụ tìm kiếm trực tuyến. ông bill gates khẳng định với sự phát triển của ai người dùng sẽ không cần đến các nền tảng tìm kiếm trực tuyến cũng như vào amazon để mua sắm nữa bên cạnh đó tỷ phú bill gates cũng cho biết ông cảm thấy hài lòng vì microsoft đã tham gia vào cuộc đua trên mặc dù cơ hội đang được chia đều giữa các công ty công nghệ hàng đầu này và các công ty khởi nghiệp mới nổi cho đến thời điểm hiện tại cả amazon google và microsoft đều chưa đưa ra bình luận về phát biểu của tỷ phú bill gates Tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho rằng từ nay đến năm 2045, ngành dầu mỏ toàn cầu cần đầu tư tổng cộng là 12.100 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao do những thay đổi về nhân khẩu học và kinh tế. Tổng thư ký OPEC nhấn mạnh rằng, dầu mỏ được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 30% trong số các dạng năng lượng vào năm 2045. Nền kinh tế toàn cầu vào thời điểm đó dự kiến sẽ có quy mô lớn gấp đôi so với hiện nay, trong khi dân số thế giới ước tăng khoảng 1,6 tỷ người. Trước những thay đổi như vậy, dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng 23%. Xu hướng này đòi hỏi ngành dầu mỏ toàn cầu cần có sự đầu tư đúng mức khoảng 500 tỷ đô la Mỹ một năm. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thư ký OPEC còn kêu gọi hợp tác quốc tế dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cơ chế đa phương và đối thoại mang tính xây dựng. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan cảnh báo giao tranh ở Sudan có thể biến thành xung đột sắc tộc nếu các bên tham chiến không tôn trọng lệnh ngừng bắn. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 5, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan, ông Protest tuyên bố tình hình bất ổn tại Sudan đang khiến nguy cơ xung đột sắc tộc ngày càng tăng và có khả năng gây ra những tác động sâu rộng đối với khu vực. Nhận định trên được đưa ra vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa hai phe tham chiến tại Sudan bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 và kéo dài trong một tuần. Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan, đã có những dấu hiệu cho thấy cuộc giao tranh đang đe dọa chia cắt đất nước Đông Phi này theo các danh giới sắc tộc và cộng đồng.